Đứng ghi vô ma kiểu hình con ốc lục giác nha các bạn. Đó. Về phía mặt nạ thì có một cái mặt nạ mạ cờ gơm. Rồi, về phần bánh trước thì nó có một cặp chống đổ nè. Và mâm á là được trang bị với là mông mông ít mốt nha các bạn. Chào toàn thể tất cả các bạn nha. Lại là em Mạnh nhà mình đây. Video Seagate hôm trước mình báo giá, có một bạn hỏi mình là cái con Seagate màu xanh này là giá bao nhiêu tiền, review những cái món đồ trên xe của nó cho bạn xem. Ok, và hôm nay mình sẽ cho các bạn xem chi tiết trên con xe trắng xanh phiên bản câm đĩa được lên bánh mâm, và nó có lên một số món đồ chơi như là pha đèn. Ok, và bây giờ mình sẽ đi chi tiết từng món trước cho các bạn coi nha. Đầu tiên thì mình sẽ coi qua cái xe cái đã. Đó, thì cái con này mình đã có làm nhiều clip về màu sơn các bạn. Đó, Seagate trắng xanh câm đĩa ha. Và tính tới thời điểm hiện tại, con này cũng là con trắng xanh phiên bản mới nhất hiện tại của 2023 và chưa có ra màu mới các bạn. Đó. Và con này hiện tại cái giá nó cực kỳ yêu thương luôn nha các bạn, chỉ có 20.500.000 thôi. Đó. Đầu tiên đập vào mắt mình là một cái pha đèn LED Zigbee nha các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Và trên đây có một cái mão mạ cờ rơm nha. Đó, đây. Pha đèn LED của Zigbee nha các bạn, chính hãng nha, chiếu sáng rất là ổn định luôn. Và phía bên tay phanh là lên một cái tay phanh Racing Boy có tăng chỉnh xa gần nha các bạn. Và ngay đây là bao tay Daytona, và một ngay chỗ có ốc chân kiến của mình là có con ốc titan ha. Đó, và nắp bình dầu titan nha các bạn, có chữ Seagate ở trên đó, Yamaha. Đó. Và bên tay trái thì có một cái kính ghi Yoma kiểu hình con ốc lục giác nha các bạn. Đó. Về phía mặt nạ thì có một cái mặt nạ mạ cờ gơm. Rồi, về phần bánh trước thì nó có một cặp chống đổ nè. Và mâm á là được trang bị với là mông mông ít mốt nha các bạn. Mâm nha, cứ đọc là mâm chết tôi luôn rồi. Rồi, phía bên trái đây. Phía bên trái các bạn có thể thấy là có một cái ba ga. Đó, ba ga nằm ở giữa nha. Và có hai cái móc hai bên, bên trái và bên phải nha. Chính giữa cũng có một cái móc luôn, cho các bạn máng đủ đồ hoặc đủ bên hết luôn nha. Đó. Và phía bên đây có một cái bảo vệ lốc titan 10 ly nè. Đó, và những cái con ốc titan nữa nha, rất là nhiều luôn. Và phục á là đi phục lò xo lớn nha các bạn, nhúng rất là im luôn, chở nặng cũng rất là ok. Đi tốc độ 70-80 qua những bậc hú gà xe nó cũng đầm hơn một xíu nha. Về phần sau thì có một cái cản F135 nha. Đó, màu đen bóng nha các bạn. Đó. Và những cái món đồ trên xe này các bạn không thích những món nào thì các bạn có thể tháo ra nha. Mình sẽ gắn những cái món ở phiên bản bình thường vô lại cho các bạn nha. Có nghĩa là gắn những cái đồ zin ở phiên bản gốc lên cho các bạn nha. Đó. Thì con này hiện tại nó còn có thêm hai cái con ốc ngay chỗ nắp qua lăng nữa nè các bạn. Đó, các bạn thấy không? Thì xương xương thì xe này cũng lên nhẹ nhẹ thôi, không có gì gọi là quá nhiều hết các bạn. Đó. Nhưng mà các bạn có thể lên theo ý thích của bạn. Ví dụ như bạn thích con xe phiên bản bình thường. Đó, ví dụ như mình nói con đơn giản như con xe này. Đó, đúng không? Các bạn muốn lên một cái ba ga hay là một cái pha đèn gì đó theo ý thích của mình thì mình sẽ lên theo ý thích của bạn. Còn các bạn muốn lấy nguyên con vậy luôn cũng được ha. Hiện tại nó chỉ có 20.500.000 thôi nha các bạn. Đó. Và đặc biệt có hiện tại các bạn mua trong thời gian tháng 2 này á thì mua góp nè, không cần phải trả trước. Và chỉ cần căn cước công dân đủ 18 tuổi trở lên thôi là các bạn mua được rồi. Và hủ tục thì cũng không quá gồm gà, chỉ cần căn cước thôi. Và các bạn từ xa đi xuống thì sẽ được hỗ trợ tiền xăng xe từ 300 cho đến 500 ngàn nè. Và được hỗ trợ phí đăng ký 600 và được tặng thêm combo quà tặng 1.500.000 cho bạn nữa. Các bạn cần tư vấn cứ liên hệ số điện thoại trên màn hình dùm cho Mạnh ha. Đó, là sẽ có nhân viên chăm sóc khách hàng gọi điện thoại hỗ trợ tư vấn với bạn nha. Ghép Zalo trên màn hình dùm cho Mạnh nha. Và địa chỉ bên mình đó là có dưới phần thông tin mô tả đó nha các bạn. Số 6 khu 1 phường Hòa Phú, thủ 1 tỉnh Bình Dương, cửa hàng xe máy Thân Phát 2. Con này là màu trắng xanh nha các bạn. Đó, các bạn nhớ nha, trắng xanh nha. Và ở phía sau đây thì cũng còn rất là nhiều màu luôn các bạn. Màu đỏ, màu xanh nhám và màu xám. Màu xám anh Mâm Racing Boy nè. Đó, còn hôm trước là bạn đó là bạn quá trời thích cái con này luôn.
comment rất là nhiều cái clip để mình quay con trắng xanh này. Và ok, cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em. Mọi người cần tư vấn thì cứ liên hệ số điện thoại trên màn hình dùm cho em ha. À, các bạn cần coi dòng xe nào hay là cần muốn Mạnh quay những cái video xe nào thì các bạn cứ comment dùm cho Mạnh ha. Mạnh sẽ hỗ trợ và đăng những cái video đó lên và quay cho bạn coi nha. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều nha. Mọi người cho em xin một like và một lượt đăng ký nha. Hẹn mọi người gặp lại các video tiếp theo nha. Bye bye.